chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24 h Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Sao Hàn chịu chơi, hết ghi tên mình đến vẽ hình lên túi hiệu đắt đỏ. Song song với tài năng thì ngoại hình của các thần tượng là điều công chúng luôn dành sự quan tâm. Chính vì vậy các ngôi sao luôn phải chăm chút vẻ ngoài, chọn gu ăn mặc sao cho ấn tượng. Nhiều sao Hàn gây chú ý khi diện những túi hiệu được ghi tên mình hoặc tự custom Sáng tạo, vẽ lên thiết kế theo sở thích, điều này không chỉ khẳng định chủ quyền của chiếc túi mà còn tạo xu hướng riêng. Lisa Blackpink, khi nói đến những sao Hàn sở hữu túi hiệu có ghi tên riêng chắc chắn không thể thiếu Lisa. Trong lần xuất hiện tại sân bay, cô nàng thu hút ánh nhìn với chiếc túi màu đen bắt mắt và mới lạ, đặc biệt trên túi còn có dòng chữ Lisa màu trắng nổi bật. Được biết đây là thiết kế mới nhất của thương hiệu Balenciaga ở thời điểm đó, chiếc túi mang tên Balenciaga Học Class giá là khoảng 35 triệu đồng. Trước đó em út của Blackpink cũng được phát hiện diện chiếc túi có tên cô nàng, món phụ kiện của nữ idol là phiên bản giới hạn đến từ nhãn hàng Celine. Đặc biệt là trên túi còn có chữ LM viết tắt của Lalisa Manoban. ITZY, nhóm nhạc nữ ITZY cũng từng khiến cho những người hâm mộ phải ngưỡng mộ khi sở hữu túi của hãng Louis Vuitton. Điều đáng nói là những chiếc túi mà girl group được nhãn hàng tặng đều có tên viết tắt của từng thành viên. Mỗi lần có mặt ở sân bay, Ryujin gây chú ý với cách phối đồ đơn giản, thoải mái. Bên cạnh đó, điều làm dân tình đổ dồn về nữ idol là chiếc túi sách mà cô có trên tay, khắc chữ A, Trưởng nhóm EG cũng không kém cạnh với mẫu túi cùng hãng có tên là YJ. Cùng phụ kiện này thì cô nàng chọn trang phục năng động với áo crop top và quần sóc đơn giản. Là một rick kit chính hiệu nên những món đồ của Lia được dân tình quan tâm. Cô luôn gây chú ý với những chiếc túi hàng hiệu. Cũng như những thành viên khác, Lia cũng có chiếc túi LV được khắc tên Lia. Song Hikio, bên cạnh ngoại hình bắt mắt cùng với khả năng diễn xuất tốt, Song Hikio còn khiến dân mạng trầm trồ với bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ. Đáng nói hơn, nữ diễn viên sở hữu chiếc túi lạ mắt mang dấu ấn của bản thân mình. Trong số đó có thể kể đến mẫu túi do nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Quốc Dylan Ryu thực hiện. Thiết kế có vẻ ngoài khá bắt mắt, được khắc chữ Kio lấp lánh sang trọng. Ngoài ra nữ thần tượng còn có nhiều mẫu túi được custom đính đá độc đáo để không bị trùng lặp với bất kỳ ai. Điều đặc biệt là những thiết kế này đều đến từ các nhãn hàng đắt giá như Chanel, Dior, Hermes. Sunmi là nữ idol có ngoại hình bắt mắt cùng với gu thời trang đỉnh cao, Sunmi được nhiều nhãn hàng săn đón, bên cạnh đó cô nàng còn được Dior yêu quý tặng hẳn chiếc túi tốt của hãng. Nhãn hàng nước Pháp ưu ái Sunmi đến mức theo hẳn tên Instagram của cô nàng là Miyaye lên chiếc túi. Suzy, Suzy làm bao nhiêu người ngưỡng mộ vì được Dior, nhãn hàng cô làm đại sứ thương hiệu sủng ái hết mực. Nữ idol từng khoe chiếc túi Lady Dior hơn 100 triệu đồng được hãng tặng khiến dân tình chố mắt. Nhiều người còn ghen tị hơn khi thiết kế này có khắc tên Suzy một cách sang trọng và tinh tế. g Dragon, Big Bang Nói đến custom túi thì dân tình không thể bỏ qua cái tên g Dragon. Sở hữu nhiều mẫu túi của Chanel, nam thần tượng không ngại vẽ lên để tạo nét riêng. Ngoài những bông hoa nổi bật, hình ảnh độc đáo, trưởng nhóm Big Bang còn ghi thêm tên thương hiệu của mình là Peace Minuson lên túi Chanel. Với màu sắc sặc sỡ, những chiếc túi luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần G-Dragon xuất hiện. Jenny Blackpink Jenny cũng học theo đàn anh custom túi hiệu. Cô nàng từng gây chú ý với chiếc túi Chanel khi xuất hiện ở sân bay. Mẫu túi này đã được main rapper của Blackpink biến tấu, đính kết thêm phụ kiện để tăng phần bắt mắt. Somi, giống như tiền bối của mình, Somi cũng trổ tài vẽ vời lên chiếc túi Louis Vuitton đắt đỏ. Cô nàng vẽ hình chú kỳ lân dễ thương lên thân túi để đánh dấu chủ quyền món phụ kiện này. Những thần tượng của làng giải trí xứ Kim Chi luôn khiến netizen thích thú với những món đồ độc lạ không đụng hàng. Nhiều ngôi sao gây chú ý khi diện chiếc túi được ghi tên mình hoặc là do chính tay họ biến tấu theo sở thích. Điều này càng làm cho dân tình bất ngờ với độ chịu chi và sáng tạo của các sao hàn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.